đây là Như có một cái sản phẩm chống nắng ở trang số 25 dành cho những chị em nào mà có cái vấn đề về đốm nâu cũng như không có đồng đều màu ở trên da, mình sẽ cực kỳ quan tâm luôn. Giảm giá từ 299.000 giảm chỉ còn 229.000 thôi. Thì cái dòng kem chống nắng là Như thấy cái nhu cầu lúc nào cũng có hết. Và thường á, là mình mua cái kem chống nắng ở ngoài á, cái giá thành nó sẽ tầm đâu đó khoảng tầm 400.000 cho tới 500.000 trở lên là cái giá trung bình cả nhà ha. Nhưng mà cái kem chống nắng của Oriflame giá chỉ có 229.000 thôi. Chị em mình nhớ sở hữu ngay với cái SPF lên tới 50 luôn, và chống được tia UV cũng như là có những cái chất chống oxy hóa từ trái và lá của cái dâu lingon, giúp làm cho cái làn da của mình bảo vệ khỏi những cái tác nhân gây ô nhiễm môi trường cũng như là những cái tác hại nó sẽ tác động trực tiếp lên làn da của mình, làm cho làn da của mình bị lão hóa, bị chảy xệ trong thời gian lâu dài đó. Thì câu hỏi là ai là người sử dụng được cái chống nắng này? Ngay cả khi mình không trang điểm, mình đi ra ngoài mình cũng phải xài cái chống nắng cả nhà ha. Và nếu mình đã sử dụng chống nắng rồi thì lưu ý giúp Như là mình phải đi kèm với một cái chai tẩy trang. Bởi vì chống nắng nó là dạng trong suốt, nó sẽ không có nhìn thấy ở trên da, cho nên mình nghĩ rằng là nó không có sao hết. Mình về nhà mình rửa bằng sữa rửa mặt hoặc là rửa bằng nước là nó ra rồi. Nhưng mà xin thưa, mụn hoặc là mụn cám của mình á, hoặc là mụn đầu đen của mình á, nó xuất phát là từ những cái sai lầm trong cái suy nghĩ của mình đó. Cho nên nhớ là xài chống nắng rồi thì bắt buộc là mình phải tẩy trang thật là kỹ, rồi mình rửa mặt, rồi dưỡng da, sau đó mình mới đi ngủ cả nhà ha. Ngay cả không phải là chị em phụ nữ đâu, mà những anh nam cũng cần phải lưu ý. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình đang hít thở thì cơ thể mình cũng đang bị oxy hóa rồi. Nhưng nếu mình không chống lại cái tác nhân oxy hóa đó thì mình không thể nào trẻ lâu và đẹp bền được. Được không ạ? Ok, thì mình sẽ sau khi mà dưỡng da xong thì mình sẽ nói về một cái nói về cái tẩy tế bào chết luôn đi. Nói về tẩy tế bào chết thì ở đây có một cái cặp đôi của cái dòng Optimal đi kèm là cũng đang giảm giá trong tháng 5 này. Như cũng muốn nói tới, thật ra Như cũng chưa có sử dụng và Như sẽ đặt trong cái tháng 5 á, thì Như cũng muốn rủ chị em mình đặt chung. Giá chỉ có 149.000 thôi. Tẩy tế bào chết dạng vật lý ha. Có những cái dạng tẩy tế bào chết hóa học, tức là mình bôi vào trong da, sau đó mình chờ một thời gian thì nó sẽ tự bong 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 cái làn da của mình ra. Thì tùy theo cái nhu cầu sở thích của mình, nhưng mà Như thích sử dụng những cái sản phẩm mà nó từ vật lý hơn. Nó sẽ có những cái hạt massage, những cái hạt cát, và mình sẽ lấy cái tế bào chết ra nhẹ nhàng trong cái quá trình mình rửa mặt luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói tới về cái trang điểm cả nhà ơi. Thì bây giờ Như sẽ nói qua cả nhà mình một chút xíu về cái kiến thức về trang điểm được không ạ? Mình thường xuyên á, mình muốn mua trọn bộ một cái dòng trang điểm, nhưng mà mình không biết là phải nên mua cái gì, hoặc là không biết mình có mua đủ cái bộ sản phẩm hay chưa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ ba vùng ở trên cái gương mặt của mình để trang điểm, là mặt nè, mắt nè và môi. Và trong cái gương mặt của mình á, thì mình sẽ đi lần lượt từng lớp một nha cả nhà ha. Gương mặt của mình á, thì mình sẽ có đầu tiên á, là dưỡng da. Thì mình phải dưỡng da rồi, sau đó bắt đầu mình mới chống nắng. Sau khi mình chống nắng xong thì mình sẽ lên cái sản phẩm kem lót. Thì tùy theo mình có thích lên lót hay không, một cái lớp lót nó có tác dụng là để bảo vệ cái làn da của mình. Sau khi lót xong mình sẽ lên kem nền hoặc là cushion. Sau đó mình sẽ lên phấn phủ. Đánh phấn phủ xong mình sẽ tới má hồng. Và má hồng xong thì mình sẽ tới là tạo khối cho gương mặt của mình, là kết thúc cái bước nền, cái bước dành cho gương mặt ha. Tiếp theo là cái bước dành cho vùng mắt. Thì mình sẽ đi từ trên xuống, là đầu tiên là cái phần chân mày. Chân mày xong mình sẽ tới cái phần phấn mắt. Phấn mắt xong thì mình sẽ tới cái kẻ mắt nước hoặc là kẻ mắt dạng chì. Rồi sau cùng là mình sẽ tới là bóng mi và mascara. Mình sẽ kết thúc cái chu trình về mắt. Sau cùng là mình sẽ tới về cái phần môi á. Thì mình sẽ có gì ạ? Tẩy tế bào chết môi, dưỡng môi, kẻ viền môi,
bôi son màu và cuối cùng là son bóng, nếu mà mình có cái sở thích về son bóng, được không ạ? Vậy thì sau khi mà Như nghe Như tổng hợp lại về những cái bước làm đẹp, trang điểm rồi, thì cả nhà mình đã thống kê được những sản phẩm nào mình cần chưa ạ? Vậy thì bây giờ Như sẽ lần lượt giới thiệu cho cả nhà mình những sản phẩm mà giảm giá trong tháng 5 này để phù hợp với cái nhu cầu mình còn thiếu nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi về cái phần trang điểm. Thì đầu tiên là mình nói về cái phần chăm sóc da một chút, là mình sẽ tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ để một cái làn da mình nó khỏe, nó đẹp nhất. Rồi mình sẽ dưỡng da để cho làn da của mình nó đủ độ ẩm trước. Sau khi đó rồi bắt đầu mình sẽ tới cái lớp là chống nắng. Thì chống nắng hồi nãy Như cũng đã chia sẻ với sản phẩm chống nắng rồi ha. Tiếp theo là mình sẽ tới cái sản phẩm kem nền á. Thì các anh chị sẽ mở ra giúp Như ở trang số 63. Mình Như có note ở đây để cho cả nhà mình dễ theo dõi, để dễ nói cho cả nhà. Thì kem lót á, kem nền á, thì mình sẽ có hai cái sản phẩm. Một á là các anh chị thích đánh cái dạng cushion thì mình sẽ đánh ở trang số 63. Ở đây là mình có một cái cushion cực kỳ mỏng nhẹ và Như là thường xuyên sử dụng cái cushion này luôn. Cả nhà mình biết á là đi ra ngoài cả ngày trời nhưng mà nó không có bị rửa trôi và nó không có làm mình kém tự tin hơn ha. Và cái cushion này là có ba cái màu, thì cả nhà mình lưu ý á là nếu mà da của ai mà sáng lắm thì mình mới hãy sử dụng cái màu 37447 ha. Hiện tại Như đang sử dụng 37444 là cái màu nó vừa đó, mình dễ sử dụng và mình nó là trung bình đó, mình dễ sử dụng hơn da cũng như là 444 này. Cả nhà mình có thể so sánh thêm. Bên cạnh đó thì nếu mà mình thích cái dạng kem nền nhưng mà nó không phải là cushion đó, thì mình mở ra trang số 72, nó sẽ có một cái dạng ở đây có hai chai. Một chai á là Everlasting. Đó, Everlasting thì dòng này là dành cho những chị em mà da hơi ngâm một chút xíu, tức là cái da mà hơi tối màu hơn của Như tầm khoảng 1-2 tông đó, thì mình sẽ rất là thích cái dòng Everlasting ở đây. Tuy nhiên là đây là cái dòng gam màu trung tính đó. Còn nếu mà ai mà cái dạng làn da trắng thì mình có thể đến với cái kem nền kế bên Illuskin, dành cho những chị em mà có cái làn da thích cái sự căng bóng và nó làm cho cái làn da của mình giống như là được cấp ẩm tự nhiên vậy đó. Thì ở đây là có 4 tông màu để mình dễ lựa chọn. Thì Như hiện tại Như cũng đang sử dụng cái 40827 ở đây, là cái dòng sáng nhất ha. Nó không có làm cho mình bị trắng quá nhưng mà nó làm cho mình rất là tự tin. Đó, thì Như có gợi ý cho cả nhà mình hai cái dòng kem nền này. Sau khi nền rồi thì mình tới phấn phủ ha. Thì mình sẽ mở ra giúp Như trang gần cuối. Trang gần cuối ở trang số 75. Thì tháng này mình sẽ giảm giá cái phấn phủ của cái dòng The One, mà nó có đi kèm một cái hộp rất là đẹp như vậy, giá chỉ có 199.000 thôi, với hai tông màu light và medium. Nhưng mà Như khuyên cả nhà mình luôn nên xài phấn phủ cái màu sáng ha, không nên xài màu medium đâu, bởi vì lát nữa mình còn tạo khối cho gương mặt của mình nữa, thì nó sẽ có giống như là góc sáng góc tối, thì cái gương mặt mình nó sẽ thon gọn hơn, dễ nhìn hơn đó. Thì mình sẽ sử dụng màu light và giá chỉ có 199.000, giá bình thường công ty bán là 439.000 nha cả nhà. Cho nên tranh thủ mình mua, và trong cái hộp này thì có một cái miếng mút để mình có thể lấy cái miếng mút này ra dặm lại trong ngày để nó không có bị bóng dầu cái gương mặt của mình đó, rất là hay. Có một cái phấn phủ tiếp theo ở cái trang số 63 của cái dòng giọt Daily Gold, nếu chị em nào thích vừa dưỡng mà vừa trang điểm thì ở đây là có dòng giọt Daily Gold 669.000, giảm giá còn 449.000. Đây là cái dòng trang điểm cao cấp của Oriflame với một cái thiết kế rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là đẹp, và màu light cũng là cái màu mà cả nhà mình nên chọn ha, là màu 34637 đó cả nhà. Đó, và có một cái bông mút và có một cái chữ GG khắc nổi ở trên đây, màu gold rất là đẹp luôn. Thì tùy theo cả nhà mình lựa chọn, như lúc nào cũng gợi ý cho mình ha. Rồi ok, thì tiếp theo phấn phủ thì mình sẽ tới cái phần má hồng. Má hồng thì mình sẽ ở cái trang số 73 cả nhà ơi. Ở trang 73 thì mình sẽ có hai cái má hồng ở đây, là một là cái má hồng dạng kem, là đây cái thanh to to đây, nhưng mà thật ra nó ra ngoài nó cũng nhỏ cỡ này cả nhà ha. Đó, đó nó cỡ này.
má hồng dạng kem và má hồng dạng phấn. Má hồng dạng kem đó thì dành cho những chị em nào mà thích trang điểm bền màu và cái má hồng của mình lưu lại cả ngày thì mình nên xài cái kem này. Đánh như thế nào là mình để cái lớp kem nền, mình khoan hãy phủ phấn mà mình đánh kem nền xong, mình lấy cái má hồng kem này mình đánh lên luôn. Sau khi cố định cái má hồng dạng kem rồi mình mới phủ phấn lên, thì cái má hồng dạng kem này nó sẽ nằm yên ở trên cái lớp nền của mình luôn, không có bị trôi khi mà mình đổ mồ hôi ra, được không ạ? Và dành cho những chị em nào mà mình hoạt động năng động cũng như là đổ mồ hôi nhiều, nếu mà không mình đi tiệc buổi tối mình chỉ muốn một cái lớp má hồng nhẹ nhàng thôi, thì mình sử dụng cái má hồng dạng phấn. Thì phấn này á mình phải sử dụng sau khi mình phủ cái phấn phủ đó, là cái cách mình sử dụng là như vậy, tùy theo chị em mình thích. Và cả hai cái sản phẩm má hồng này thì ở tháng 5 đều có giảm giá, nhưng mà ở cái má hồng mà dạng phấn á thì Như cũng lưu ý là cái màu ở giữa đó cả nhà, là 40768 là cái màu mà hiện tại đang rất là trend, đó là cái màu đào á. Nó không có phải là hồng cái gương mặt của mình lên, nhưng mà cũng tùy theo cái phong cách trang điểm của mình để mình lựa chọn cái màu cho phù hợp nha. Ok, tiếp theo cái phần má hồng là mình đã tới cái phần tạo khối. Thì tạo khối ở đây á, mình sẽ có cái tạo khối dạng kem là 36142. Cả nhà mình thấy ngay tay, ngay ngón tay của Như không? Nó có một cái tạo khối dạng kem, nó là dạng kem. Cho nên nếu mà cả nhà mình muốn tạo khối cho gương mặt của mình đó, thì mình phải sử dụng cái má cái tạo khối này trước khi mình phủ phấn ở những cái vùng góc cạnh mặt này nè. Và cực kỳ hay là nó dạng thỏi, cho nên mình đi nó rất là dễ và mình có thể dùng mousse để mình có thể tán ra, và nó làm cho gương mặt của mình thon gọn hơn ở những cái vùng mép tóc vân vân đó, thì mình có thể sử dụng bền được cả ngày ha. Rồi sau khi tạo khối ở vùng hai bên cánh mũi nữa nè đó, rồi vùng tạo khối ở ngay cái vùng xương mắt nữa đó, nếu mà các chị em mình quan tâm thì mình cần biết thêm. Sau khi mình trang điểm xong phần mặt thì mình sẽ tới cái phần dành cho mắt. Thì phần dành cho mắt đầu tiên đó là chân mày, thì Như gợi ý hai sản phẩm ở trang số 62 trước. Chân mày ở trang số 62 là một cái cây kẻ chân mày thì ở đây là một cái dạng này chì chuốt, thành ra là khi mà mình chuốt á, thì mình có một cái thanh chuốt của Oriflame cũng có giảm giá trong catalog tháng 5 luôn. Thì mình lấy cái thanh này mình kẻ chân mày, sau đó mình dùng cái đầu còn lại để mình đánh chải tơi ra để làm cho cái chân mày của mình một cái sự tự nhiên nhất, được không ạ? Người châu Á của mình thì đặc biệt rất là coi trọng cái chân mày luôn. Nếu mà không có chân mày thì gương mặt mình nó thiếu điểm nhấn cực kỳ. Tuy nhiên nếu mà dành cho những chị em nào mà thích trang điểm dạng như nó tự nhiên đó, thì mình sẽ sử dụng cái chân mày dạng bột ở trang số 68. Đây là bột kẻ chân mày cho những người nào mà giống như là mình đã có chân mày đậm rồi nhưng mà mình muốn cho giống như là chỗ nào hơi thiếu thì mình thêm. Thì đây mình sẽ sử dụng cái màu đen này, cái màu đen này để mình sử dụng nè, là mình đánh lên cái phần chân mày. Ở đây là cái màu trung tính, cái màu này là màu chuyển để mình đánh ngay cho cái đầu chân mày, được không? Và cái kem này để làm gì? Kem này để giúp làm cho cái chân mày mình nó giữ được cái bột, nó giữ được ở trên cái lông mày của mình đó. Thì mình sẽ đánh cái kem sáp này trước. Chân mày xong thì mình tới phấn mắt. Thì nó thật sự với các chị em mình luôn á, là phấn mắt á, là tùy theo cái sở thích của mình. Mình có thể đánh phấn mắt, là dùng phấn mắt để đánh phấn mắt, hoặc là dùng son môi để thay thế cho phấn mắt, dùng má hồng để thay thế cho phấn mắt, cách nào cũng được hết cả nhà. Tức là mình có thể là sử dụng rất là nhiều cái để mình làm đẹp đẹp, hồng hồng, màu màu ở trên mắt của mình ha. Nhưng mà Như cũng chỉ cho cả nhà mình luôn là hiện tại có một cái màu đang rất là trend cho mắt, đó là cái màu tự nhiên, màu nude đó cả nhà. Màu nude hoặc là cái màu mà nó hơi, nó là đây, nó là cái màu ở giữa đây nè. Đó, mình sẽ đánh ở cái phần hốc mắt để làm cho cái đôi mắt của mình sâu hơn một chút, nhưng mà nó không cần phải là màu mè loè loẹt. Đó, thì cái phong cách trang điểm hiện tại là nó thiên về cái tự nhiên là nhiều. Sau khi mình đánh phấn mắt xong thì mình sẽ tới cái là kẻ mắt nước. Đây là cái eyeliner, đầu của nó rất là mảnh luôn. Mình có thể sử dụng cái đầu mảnh này để mình đi một cái đường kẻ mắt nước rất
là mỏng và nhẹ, rất là tự nhiên. Thành ra là chị em mình nhớ sở hữu cho mình cái kẻ mắt nước này nha. Đặc biệt là nó không lem, không trôi, cực kỳ là tiện lợi để tẩy trang luôn. Nó không có bám quá chặt ở trên da của mình, nhưng mà nó cũng sẽ bền màu cả ngày cho mình luôn đó. Sau khi mình kẻ mắt xong thì mình phải nói tới là bấm mi và mascara. Thì nó sẽ có ở đây trang số 68, quay trở lại là cái bấm mi của mình. Giữ cái mi lâu cong lâu hơn và giúp làm cho cái mi của mình nó không có bị giòn dễ gãy đó. Thì cả nhà mình thấy là như cũng hiện tại cũng đang sử dụng cái bấm mi và mascara của Oriflame thôi, không có sử dụng cái mi giả, thì mình cực kỳ tự tin luôn đó. Để Như đi gần tới cho chị em mình xem nha. Không biết là trên điện thoại này có nhìn thấy rõ hay không, nhưng mà Như cũng cực kỳ tự tin luôn. Cái mascara của Oriflame thì Như khuyến nghị nhà mình nên sử dụng cái cây này. Mi cong và dài thì mình sẽ sử dụng cái cây Lash Extension này. Lash Extension này là cái đầu cọ nó cong giống như vậy nè cả nhà. Nó giúp làm len lỏi đến từng cái sợi mi ở bên trong hai đầu mi của mình, nó không có bị thiếu bất cứ cái cọng lông mi nào cần được chăm sóc hết. Và đặc biệt là cực kỳ cong và giữ cái nếp mi của mình cả ngày luôn, không có bị duỗi ra. Lông mi của Như là lông mi duỗi nè, không biết có ai giống như Như không. Lông mi duỗi là mình bấm chút xíu, mình vuốt mascara nào lên mà nó không hợp á, là lát nó sẽ cụp xuống, nó thẳng đơ xuống như vậy. Nhưng mà đặc biệt rất là nhẹ, mình có thể sử dụng vuốt lên 2 cho tới 3 lớp, cho đến khi nào mà mình cảm thấy là cái lông mi của mình cong thiệt là cong và dày thiệt là dày, đến cái độ mà mình chuẩn ưng ý rồi thì mình dừng lại, được không ạ? Và ở giữa những lần đó thì mình nhớ là chờ khoảng 30 giây cho cái lớp trước nó khô rồi thì mình mới vuốt cái lớp sau, nó sẽ mới dày lên được cả nhà ha. Sau khi mà bấm mi mascara xong thì mình sẽ nói về cái phần môi. Như sẽ gợi ý cho cả nhà về cái son dưỡng môi. Thì mình có thể sử dụng cái Tender Care ở cái phần trước, hoặc là mình sẽ sử dụng cái son dưỡng môi ở cái dòng của The One A to Z này. The One A to Z này để làm gì chị em? Mình đánh lên trên cái phần môi của mình á, để nó che đi cái khuyết điểm môi thâm của mình luôn. Son dưỡng xong thì mình tới cái son màu, thì Như khuyến nghị chị em mình nên đánh cái cây son này. Mặc dù hai cây đều đang có cây này đang giảm, nhưng mà Như thích cái loại son này hơn. Đây là dạng son mà nó làm giữ cái màu và nó không bị lem trên cái khẩu trang của mình luôn. Và sau khi mình đánh cái son này xong, mình hun vô trong cái môi của cái tay của mình á, nó không có bị dính vô trong cái tay của mình luôn. Và cái son này cực kỳ mỏng mềm và nó làm cho cái không có lộ vân môi của mình nếu mà mình có cái môi khô, rất là hay. Và dòng son môi The One Color Unmatched Ultra thì đó là một cái sự lựa chọn mà sáng suốt. Như thì sở hữu rất là nhiều cái màu son ở trong cái dòng này rồi, và nếu mà mình sử dụng cái son này thì chị em mình nhớ là mình nên lấy cái cây cọ môi để mình đánh ở trong cái phần mép miệng, để cho cái môi của mình nó tròn hơn và nó đi vào trong từng chi tiết hơn ha. Còn nếu mà chị em nào mà không thích cái dạng mà son mà giữ màu trôi lâu hay gì đó, mình thích cái son mà có độ dưỡng á, thì Như cũng sẽ giới thiệu luôn là cái dòng son Jordani Gold Iconic Matte. Đây là cái dòng son đây, có một cái độ dưỡng tự nhiên và nó dễ tẩy trang ra, và nó có một cái độ bền màu nhất định luôn cả nhà. Và cũng rất là nhiều màu ưng ý. Cái màu mà thường á mọi người hay tìm, tức là cái màu 36803 cũng như là 36805 giảm giá cũng chỉ còn có 229.000 thôi đó. Còn cái dòng son của The One như mới vừa nói hồi nãy á, thì giá của nó sẽ là 389.000 ha. Và cái màu mà thường mọi người hay lựa chọn là cái màu 41803, 41804 là nhiều. Màu đỏ hoặc là màu hồng để mình tươi tắn hơn. Sau khi mà mình lấy son xong
đánh son màu xong thì mình phải nói tới son bóng đúng không ạ? Nếu chị em nào thích son bóng, một cái bờ môi căng bóng gợi cảm thì mình có thể sử dụng những cái tông màu son bóng ở đây, chỉ có 129.000 thôi. Thì nói thiệt là nếu mà son bóng này á, thì mình nên sử dụng khi mà mình quay clip hoặc là mình đi biểu diễn, hoặc là giống như ở nơi nào mà mình tháo từ khẩu trang ra đó. Tại vì nếu mà không thì nó sẽ không có còn đẹp, không có còn thấy cái màu son mình bóng bẩy tự nhiên đẹp nữa đâu, đúng không ạ? Rồi sau khi mà mình đánh son xong thì Như cũng muốn giới thiệu qua một chút xíu về cái dòng cọ, cọ trang điểm ở trang số 66 và 67. Đó thì mình có rất là nhiều cây cọ ở đây, thì cọ nào cũng cần thiết hết. Và cọ cần thiết thì Như chỉ ha. Đầu tiên là cọ phấn phủ, mình phải có cọ để phủ phấn. Đồng ý là trong cái hộp phấn phủ lúc nào cũng có cái miếng để mình đánh, cái miếng để mình đánh phấn đó. Nhưng mà miếng đó chủ yếu là dành để dặm phấn thôi cả nhà. Còn nếu mà đánh phấn phủ thì mình nên xài cọ để cho một cái lớp phủ nó cực kỳ mỏng nhẹ tự nhiên nhất. Sau khi phủ phấn xong thì đây là cọ để một mình có thể đánh để tạo khối, và hai mình có thể mua cây cọ này hai cây giống nhau, một cây để đánh má hồng và một cây để tạo khối cho gương mặt của mình luôn ha. Đây để mình xoay như vậy, và cái lớp cái khối của mình nó không có bị giống như là tách ra hai lớp ở đây, nhìn nó rất là mất tự nhiên. Rồi bên cạnh đó mình có cọ để mình đánh tán cái phấn mắt, tán mắt để cho nó loang ra tự nhiên hơn. Cọ này để mình có thể đánh được chân mày nó vào khung và nó rất là gọn nét. Rồi bên cạnh đó thì mình có thêm những cái cọ như là cọ đánh cây cọ này để mình đánh cái tạo khối, hoặc là đánh tạo khối dành cho mũi cả nhà. Tạo khối dành cho mũi nó nhỏ như vậy thôi, nó nhỏ xíu ngay chỗ đầu này thôi, để mình có thể đánh tạo khối cho mũi, hoặc là đánh highlight dành cho cánh mũi của mình, hoặc là highlight ở phía trên cái phần mắt của mình nữa. Ok, thì vừa rồi Như cũng đã vừa chia sẻ xong về cái quyển catalog của tháng 5, rất là nhiều cái sản phẩm ưu đãi cả nhà ơi. Đồng ý là Oriflame giảm số trang từ 100 trang xuống còn 75 trang, nhưng mà Oriflame lại tăng cường giảm giá cực kỳ nhiều luôn. Như không biết nên bỏ cái nào, nên lấy cái nào. Cả nhà mình thấy cái trang, cái cuốn catalog mà Như gấp lại để Như nói nè, nó nhiều tới mức độ như vậy là cả nhà mình hiểu là cực kỳ là hoành tráng trong cái cuốn catalog tháng 5 này. Thì cũng cảm ơn các anh chị đã xem đến giờ phút này. Chị em nào mình thấy hay và mình ủng hộ tinh thần cho Như thì mình nhớ bấm một cái nút like video, cũng như là đăng ký theo dõi cái kênh YouTube của Như là kênh Điệp Như Nguyễn Hoàng, cũng như là cái fanpage của Như là Điệp Như Nguyễn Hoàng luôn nha. Kênh TikTok của Như cũng cùng tên luôn, Instagram của Như là Điệp Như chấm Nguyễn Hoàng. Các anh chị hãy follow Như trên những cái kênh mạng xã hội đó để mình giữ liên hệ với nhau. Và khi các anh chị cần tư vấn gì hoặc là cho lời khuyên gì về những cái sản phẩm này, các anh chị cứ nhắn tin inbox cho Như hoặc là trực tiếp hỏi bảo trợ của mình thì cũng được luôn à. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã xem cái video này. Và giá trên catalog thì nãy giờ Như có nói đó là giá dành cho khách hàng, còn nếu các anh chị là nhà phân phối, các anh chị sẽ được mua cái giá ưu đãi hơn nữa. Thành ra các anh chị mình tranh thủ sở hữu ngay trong tháng 5 này để không có bị hết hàng, không có bỏ lỡ bất cứ sản phẩm nào của Oriflame nha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều và bye bye, hẹn gặp lại các anh chị ở những video sau.